Rồi, chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục với bạn với mẫu xe phụ trợ ha. Thì trước mặt các bạn đây là phiên bản cao cấp màu trắng và màu xanh, xanh đen, xanh nâu và màu đỏ đen đó. Thì hôm nay thì hết đang có đầy đủ các màu sắc luôn. Ở phiên bản đặc biệt thì có màu đen mờ và màu xanh đen xanh ghiêu đó bạn. Nó có sẵn ha, hôm nay về đầy đủ xe, bánh căm, bánh mâm rồi có đủ. Thì giá cả hôm nay cái phần con phụ trợ này nó đang dao động khoảng từ 34.500.000 ở phiên bản bánh căm. Còn ở phiên bản bánh mâm thì nó khoảng 35.600.000. Ở giá này thì cũng tương đối là hơi cao hơn, nhờ thay vì cận Tết mà giá xe thì lúc nào nó cũng hơi nhỉnh hơn những tháng rồi nha các bạn. Đó, màu thì hiện tại là có màu trắng, màu sáng về được 5-6 con xe gì đó, màu xanh ghiêu, màu đen mờ. Thì ở đây cái màu xanh xanh nâu này thì ở phiên bản đời trước thì các bạn nào nếu mà thích cái màu xanh nâu thì mình có thể chọn cái con này phiên bản bánh mâm. Muốn bánh căm thì mình có xuống bánh căm cho mình luôn nha. Còn ai mà thích cho nó cứng cáp hơn chút xíu thì chọn cái yên này màu đen. Ở cái bản mới 2022 á, phiên bản cao cấp á, thì cái yên này màu đen nha, y chang như cái con đỏ đen này đây. Có một đời đỏ nâu và có đời đỏ đen như thế này đây. Cái này tùy theo các bạn thích thôi, tại vì năm 2022 mình hay gọi 2022 đó, hồi tháng 12 thì Honda họ cho thay đổi lại một số cái cách phối màu. Rồi cụ thể như phiên bản tiêu chuẩn thì mình hay gọi là bánh căm, còn phiên bản cao cấp thì nó có màu xanh đen, đỏ đen và trắng đen. Nè, như hai con này đây là phiên bản cao cấp nè. Còn phiên bản đặc biệt thì nó có màu đen mờ và màu xanh ghiêu. Đó, hai màu đó thì cũng rất là đẹp. Riêng với cái màu trắng đen này thì mình thấy là khách hàng đang tìm kiếm rất là nhiều, hàng nó cũng đang rất là hot đây. Thì xe này thì mình đã nhận cọc rồi. Thì con này bán hồi lúc trước nó giá nó gần 37.000.000 bao giới quyền. Đó. Về giá cả thì mình chỉ báo giá các bạn tham khảo thôi nha. Còn khi nào các bạn ở khu vực Trà Vinh thì mình có thể ghé hết Honda Thành Hiếu để mình nhận một cái giá chính xác nhất, tại vì giá cả nó còn tăng xuống theo ngày nữa. Cho nên mình cứ áp dụng một cái giá mà báo chính xác thì có thể là không chính xác được. Nhiều khi hôm nay nó giảm, nhiều khi tới ngày mai cái nó tăng lên cũng không chừng. Đó, mà mình cứ trên tinh thần là giá cả nó đang dao động ở từ 34.500.000 cho đến 35-36.000.000 ở bánh căm và bánh mâm luôn nha. Về màu sắc thì trong dịp này thì các bạn cứ ghé hết đi, đủ màu cho mình lựa chọn luôn. Mấy bạn nam trẻ trẻ thì có thể chọn màu trắng nè, màu xanh ghiêu, màu đen mờ. Còn đối với mấy chú cứng cứng tuổi chút xíu thì có thể chọn màu đỏ, màu xanh để mình chạy cho nó nhìn ok hơn ha. Đây thì khu này thì nhiều khi các bạn nói mua xe cái đầu đèn nó hay kêu, thì khi nào mà mua, nói chung thì giờ Honda họ cũng khắc phục lại cũng rất là nhiều rồi, cũng ok rồi, nhưng mà chạy về nhầm xe nó còn có hay kêu cái chắn gió này. Về mình cứ ghé vô hết để mình kiểm tra và mình chỉnh sửa lại chút xíu phần chắn gió để chạy cho nó ok hơn ha. Về chương trình trả góp thì các bạn mua phụ trợ này mình có thể trả trước khoảng 35-40% thì mình có thể nhận ngay cọc gốc luôn, hoặc là nếu mà không có nhận cọc gốc thì mình có thể trả trước 50.000.000 gì đó, mình có thể làm cái hồ sơ và với cái lãi suất rất là hấp dẫn. Thì ở đây có tới 5 ngân hàng hỗ trợ trả góp cho mình luôn. Và khi đi làm, nếu như các bạn dự định mua trả góp thì mình chỉ cần mang theo chứng minh với bằng lái xe hoặc là chứng minh với hộ khẩu thôi, hoặc là căn cước công dân, thì mình có thể lên hồ sơ rất là dễ dàng trong vòng khoảng 20-30 phút thôi. Đó, đây có đầy đủ màu ha. Rồi clip này mình gửi đến các bạn về giá cả thôi và các màu sắc hiện tại đang có đủ. Nếu các bạn nào thích mấy cái mẫu này thì mình có thể liên hệ số điện thoại là 0372 037 437 gặp Hiếu, hoặc là đến hết Honda Thành Hiếu để mình tham khảo một cái màu sắc và cũng như giá xe chính xác tại thời điểm các bạn ghé nha. Rồi mình hẹn các bạn lại clip sau và những cái dòng xe mới hơn và có nó hot hơn chút xíu. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video.